Hello, xin chào các bác. Hôm nay là ngày 28 tháng 10, 2022. Em xin giới thiệu các mẫu dao nhà em cho các bác xem ạ. Bên trên này từ 1 đến số 8 là bộ dao thép trắng không gỉ. Bên dưới này từ số 9 đến số 16 là bộ dao làm từ nhíp ô tô, ngắm hai mặt, vừa đẹp vừa chống dính các bác ạ. Đấy, các bác mua từ 5 con trở lên thì em khuyến mại một viên đá mài đấy ạ. Đấy. Các bác mua dao thì gọi cho em qua số điện thoại 0989 921 389 nhé. Số điện thoại 0989 921 389 có cả Zalo của em đấy ạ. Các bác muốn kết bạn Zalo với em để xem hình ảnh con dao thì các bác hoặc nhắn tin hoặc xem ảnh con dao thì các bác kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0989 921 389 nhé. Cửa hàng nhà em ở trên quốc lộ 3 với lại ở gần lò rèn cho nên là các bác nghe có thể là hơi ồn một tí, các bác thông cảm nhé. Không dài dòng nữa, em xin giới thiệu con số 1 ạ. Đây, số 1 này là con dao gọt hoa quả làm từ thép trắng không gỉ ấy. Con này có giá là 200.000 các bác nhé. Tiếp theo là con số 2, cũng làm từ thép trắng không gỉ, đây gọi là dao bầu lọc ạ. Con này dùng để lọc thịt này, thái thịt này, thái dao, thái hành, gọt hoa quả, bổ quả. Con này có giá là, số 2 này có giá là 250.000 ạ. Tiếp theo là con số 3. Con số 3 này cũng dùng để thái rau, thái thịt, thái hành, gọt hoa quả, bổ quả. Các bác đừng dùng con này để chặt, đừng dùng để chặt gà vịt nhé. Con này chỉ để thái thôi ạ. Đấy, nhiều bác không biết thì dùng để chặt thì nó sẽ không bền nữa, không tốt nữa, nó không sắc như ban đầu nữa các bác ạ. Các bác dùng để chuyên thái thôi thì sẽ sắc lâu hơn. Con này em bán là 300.000 ạ, số 3 300.000 ạ. Tiếp theo là con số 4. Con số 4 này cũng có giá là 300.000 các bác nhé. Con này cũng dùng để thái rau, thái thịt, thái hành, thái thịt thì dùng con này rất là tốt đấy ạ. Đấy, em làm rất là mỏng các bác ạ. Đây. Đấy, mẫu dao nó là như vậy. Đấy, con này cũng có giá là 300.000 đấy ạ. Tiếp theo là con số 5. Số 5 này có giá là 250.000 các bác ạ. Dao này gọi là dao thái gọt. Con này thép trắng không gỉ, tất cả đều làm từ thép trắng không gỉ nhé. Từ số 1 đến số 8 đấy. Thép trắng không gỉ. Con này có giá là 250.000 ạ. Chuyên thái thịt này, thái rau, thái hành, gọt hoa quả, bổ quả. Đấy. Mẫu dao nó là như vậy. Con số 5 250.000. Tiếp theo là con số 6. Con số 6 là dao chuyên thái ạ, có giá 300.000 ạ. Mẫu này mẫu chuyên thái đấy ạ. Tức là thái thịt này, thái rau này, thái hành này, rau củ quả này. Đấy, các bác dùng con này. Các bác đừng dùng con này để chặt gà nhé. Đừng dùng để chặt gà, cũng đừng chặt xương nhé. Dao này dao chuyên thái thôi ạ. Đấy, mẫu dao là như vậy ạ. Con này có giá là 300.000 ạ. 300.000 dao chuyên thái, dao số 6 ạ. Tiếp theo là con số 7. Con số 7 này có giá 350.000 ạ, là dao chặt gà vịt đấy ạ. Dao chặt gà vịt thép trắng không gỉ nhé các bác nhé. Đây, rất là sáng luôn ạ. Đây. Dao chặt gà vịt ạ. Có giá 350.000 các bác ạ. Đây, mẫu dao nó là như vậy. Số 7, dao chặt gà vịt 350.000. Tiếp theo là số 8, dao chặt xương, có giá 400.000 ạ. Đây là dao chặt xương cho nên là dày hơn những dao khác, rất là dày. Con này dùng để chặt xương đấy ạ. Xương to cũng chặt được luôn các bác ạ. Chặt gà vịt được, xương to, xương lợn chặt được. Các bác chặt xương thì dùng con này nhé. Con này có giá là 400.000 ạ. Đấy, đấy là bộ dao thép trắng không gỉ nhà em. Hôm nay
em chỉ lên sóng bằng này con, ngoài ra cũng còn một số con nữa, lát nữa em ra giới thiệu sau ạ. Tiếp theo là bộ dao nhám làm từ nhíp ô tô, nhám hai mặt, làm nhám để chống dính đấy, vừa đẹp vừa chống dính. Đấy là số 9 này. Con này cũng dùng để thái gọt này, chọc nhẹ nhàng cũng được. Con này nhám hai mặt đây, đây cho các bác xem nhám đấy. Đấy, số điện thoại 0989 921 389 đấy, các bác nhìn rõ không ạ? Trung Du nhé, Trung Du là tên cửa hàng nhà em ạ. Có thể là em cũng đánh dấu dao Phúc Sen, bởi vì dao nhà em làm từ làng nghề rèn Phúc Sen mà. Đây, dao Phúc Sen đấy. Con số 9 này thái gọt, gọt hoa quả này, thái rau, thái thịt, thái hành cũng được nhé, lọc thịt có thể là cũng được. Con số 9 này có giá là 200.000 ạ, số 9 200.000. Tiếp theo là con số 10, con này cũng dùng để thái thịt này, thái rau, thái hành này, thái củ quả này. Con này cũng nhám hai mặt này, tất cả đều nhám hai mặt từ số 9 đến số 16. Con này dùng để thái thịt thì rất là tốt nhé các bác nhé. Con này em để giá là 250.000 ạ, số 10 250.000. Số 11 là dao bầu. Số 11 này dùng để chọc tiết lợn này, thái thịt này, thái rau củ quả cũng được các bác nhé. Đấy, làm rất mỏng đấy, nhưng mà chọc tiết lợn cũng được nhé, làm mỏng nhưng mà cũng rất là chắc chắn đấy. Số điện thoại 0989 921 389 nhé. Các bác nào mua dao thì gọi cho em ạ. Dao này có giá là 250.000 ạ. Số 11 250.000 nhé. Tiếp theo là số 12. Số 12 là dao thái gọt. Con này làm nhỏ để các bác thái hành, thái rau thì rất là tiện lợi, đỡ vướng các bác ạ, nhỏ gọn. Con này có giá là 200.000 ạ. Thái thịt cũng được, thái rau thì càng tốt, rất tiện lợi, giá 200.000 con số 12. Tiếp theo là số 13. Số 13 là dao chuyên thái. Con này dùng để thái thịt đấy, các bác dùng để thái rau củ quả cũng được. Số 13 này là dao chuyên thái ạ, có giá là 250.000 ạ. Dao chuyên thái 250.000 nhám đấy, các bác mua bộ này thì cứ bảo là dao nhám. Ví dụ mua con này thì các bác bảo là dao thái nhám, còn mua con này thì các bác là bảo là dao chặt gà nhám thì em sẽ hiểu ạ. Đấy, đây là dao chặt gà nhám em vừa nhắc đến này. Con này dùng để chuyên chặt gà nhé, chuyên chặt gà vịt, thái cũng được các bác ạ, thái cũng được nhưng mà hơi dày một tí. Các bác nếu mà chỉ thái thì các bác dùng số 13 này chuyên thái thì sẽ sắc hơn, làm mỏng hơn mà. Chặt gà vịt này thì vừa tay các bác ạ, hầu như gia đình nào cũng mua con này, cũng dùng con này để chặt gà vịt này, vừa chặt vừa thái được, chặt gà vịt nhẹ nhàng được, thái cũng được. Con này có giá là 250.000 ạ. Đấy, rất đẹp các bác ạ, rất đẹp ạ. 250.000 số 14, dao chặt gà vịt ạ, vừa chặt vừa thái ạ. Con số 15 cũng vậy, cũng là dao chặt gà vịt vừa chặt vừa thái, nhưng mà đây làm theo kiểu gọi là dao tông các bác ạ. Các bác gọi là mua dao tông nhám chặt gà vịt. Đấy, thì em sẽ hiểu là mua bác, các bác mua con này. Con này có giá là 250.000 ạ. Đấy. Nhám nhíp ô tô loại tốt nhất đấy. Tất cả dao nhà em đều làm từ nhíp ô tô loại tốt nhất các bác ạ. Đấy, để các bác sử dụng thì con dao sẽ sắc hơn, bền hơn và đẹp hơn. Đấy, sáng bóng luôn các bác ạ. Đấy, rất là sáng bóng, đẹp. Con này dùng để chặt cây cũng được các bác ạ, chặt dừa cũng được. Cây này 250.000, số 15 250.000 ạ. Lưỡi dài khoảng 26cm các bác ạ, bản rộng hơn 7cm. Tiếp theo là con số 16, là dao chặt xương. Số 16 là dao chặt xương, có giá là 300.000 các bác nhé. Đấy, con này gọi là dao chặt xương thì nó chức năng là chặt xương. Các bác chặt gà vịt cũng được nhưng mà hơi nặng một tí. Nếu
nếu mà chặt gà vịt ấy thì con này hơi mỏi tay đấy. Chặt xương thì các bác nên dùng con này đảm bảo hơn đấy, chặt xương thoải mái hơn, không lo mẻ. Xương to cũng chặt được hết luôn ạ. Con này có giá là 300.000 các bác nhé. Các bác mua con này thì gọi cho em qua số điện thoại 0989921389 rồi bảo mua một con dao chặt xương nhám chuôi gỗ này thì em sẽ hiểu là các bác mua con này. Đây. Đấy, con này con chặt xương nhám này có giá 300.000 ạ. Đấy. Tất cả bộ dao hôm nay em giới thiệu là những con này đấy ạ. Từ số 1 đến số 16 cho các bác xem lại một lượt nhé. Đây ạ. Các bác mua dao thì gọi cho em qua số điện thoại 0989921389 nhé. Đấy, các bác mua từ 5 con trở lên thì em tặng viên đá mài cho các bác ạ. Rất đẹp luôn ạ. Đấy, đá mài nhà em đấy chứ không phải đá mài của Trung Quốc hoặc là đá mài nào đâu. Đây, các bác nhìn là biết ạ. Đấy. Đá mài nhà em mài dao toàn mài bằng đá xịn này đấy ạ. Các bác mua riêng viên đá mài này thì em cũng bán nhé. Các bác gọi cho em qua số điện thoại 0989921389 hoặc kết bạn Zalo với em. Qua số đấy nhắn mua đá mài thì em sẽ gửi cho các bác đá mài dao nhé. Đấy, ngoài ra bên em còn có cả đây các loại dao không nhám này, đấy, chuôi sắt này. Đây là dao chặt xương ạ, 250.000 ạ. Đấy, dao chặt gà vịt này, không làm nhám này. Nhíp ô tô, tất cả những cái dao màu đen này đều làm từ nhíp ô tô loại tốt nhất đấy ạ. Để các bác sử dụng bền nhất, đẹp nhất và sắc nhất. Chặt gà vịt này, 250.000 này. Chặt xương chuôi sắt, 250.000 này. Đấy, loại này chặt gà vịt kiểu mới này, 300.000 này. Đây là chặt gà vịt chặt cây này. Đấy. Cái này chặt dừa thì rất là thích ạ. Đấy, con này em bán là 250.000 ạ. Đấy. Thái gọt này, 200.000 này. Chuyên thái này, 230.000 này. Chặt gà vịt chuôi sắt này, 200.000 này. Còn rất nhiều loại nữa các bác ạ. Đây, chặt gà vịt này, 250.000 này, chặt gà vịt 300.000 này. Đây, sang bên này cho các bác xem nữa. Đây, trong này có các loại dao mèo nhé. Dao mèo 350.000 này. Này. Chuyền thái này. Chặt gà vịt này, kiểu mới này, 250.000 này. Đây, chặt gà vịt. Đây là dao thái, 250.000. Dao lọc thịt 200.000 dao lọc thịt ạ. Đây, dưới này là dao bầu thái, chọc tiết lợn cũng được, thái thịt cũng được. 250.000. Kiếm mông cổ 500.000. Dao mèo 250.000 không vỏ. Mèo nhỏ đấy. Đây là dao tông chặt cây chặt gà vịt này, 250.000 ạ. Còn đây là tông chặt xương chặt cây. Chặt cây to, chặt xương to. Con này có giá là 300.000 ạ. Đây là chặt gà vịt bản to này, 300.000 ạ. Pha luông chặt gà vịt nhắm một mặt, 300.000. Còn rất nhiều loại nữa các bác ạ. Đấy, thớt. Đây. Đây là thớt nhà em đấy. Đây. Đấy, cho các bác xem. Đây, lõi hết đỏ rực luôn nhé. Đấy. Thớt thì có nhiều kích cỡ, nhiều loại.
nhiều kích cỡ khác nhau, cho nên là giá cả không thể báo ở đây được. Về cái to thì tiền sẽ nhiều hơn, đắt hơn đấy. Đây, bên này còn có nhiều loại dao lắm các bạn. Hôm nay em quay đến đây thôi nhé. Các bác nào mua dao thì gọi cho em qua số điện thoại 0989 921 389 nhé. Đây. Bên này còn nhiều loại nữa nhưng mà em giới thiệu đến đây thôi ạ. Các bác mua dao nào mà trên video em chưa quay cho các bác thì các bác gọi cho em qua số điện thoại 0989 921 389 hoặc kết bạn Zalo với em để em gọi video hoặc chụp ảnh cho các bác xem. Các bác ưng thì lấy ạ. Hôm nay em quay đến đây thôi. Xin chào các bác nhé. Chúc các bác ngày mới. Chúc các bác một ngày thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Xin chào các bác.